Các giới chức địa phương cho biết ít nhất đã có 12 người thiệt mạng khi cơn bão Tokte quét qua các bang ven biển của Ấn Độ là Kerala, Karnataka, Goa và Maharashtra. Trung tâm tài chính Mumbai ngày 17 tháng 5 đã hứng chịu mưa lớn và gió mạnh khi bão đổ bộ. Nhà chức trách buộc phải cho tạm dừng hoạt động sân bay của thành phố, đóng cửa một số tuyến đường chính. Hệ thống đường sắt của Mumbai, một trong những hệ thống bận rộn nhất thế giới, cũng bị ngập do ảnh hưởng của cơn bão. Một nhân chứng cho biết đã thấy cây bật gốc, ô tô và xe buýt mắc kẹt trong thành phố. Ở khu vực gần bờ biển có hai con tàu với hơn 400 người bị trôi giạt. Bộ Quốc phòng Ấn Độ đã ngay lập tức cử tàu đến cứu hộ. Với sức gió lên tới 210 km/h, cơn bão này chỉ dưới siêu bão một cấp đã được Cục Khí tượng Ấn Độ nâng từ mức rất nghiêm trọng thành cực kỳ nghiêm trọng.